Nâng mũi bằng sụn sườn tự thân hay sụn sườn nano sinh học? Một phương pháp nâng mũi tốt hơn là chúng ta sử dụng sụn sườn tự thân để nâng mũi. Tuy nhiên sụn sườn tự thân thì chúng ta phải lấy sụn sườn và phải được phẫu thuật tại bệnh viện và phẫu thuật viên đã có kinh nghiệm. Sụn sườn thì nó thường là đẹp trong khoảng 3 đến 5 năm đầu. Còn từ năm thứ 3 đến năm trở lên thì sụn sườn nó cũng có một số biến chứng của nó, ví dụ như nó bị teo đi, bị cong vẹo đi, lệch méo của sụn sườn thì chúng ta cần phải sửa lại. Đây là sụn sườn, đó là sụn tự thân thì nó cũng có một vài cái nhược điểm của nó. Tuy nhiên so với sụn nang thì sụn sườn tốt hơn rất là nhiều. Một cái phương pháp hiện đại hơn là các bác sĩ hiện nay dùng sụn sườn sinh học. Thì sụn sườn sinh học hiện nay có rất nhiều loại. Tuy nhiên những bác sĩ như tôi thì được đi học tại Hàn Quốc và tôi chỉ sử dụng những cái loại mà nó tốt nhất hiện nay. Nó ít phản ứng, ít biến chứng, nó tương thích cơ thể và có độ bền lâu dài nhất, thì tôi chọn lựa cái loại đó. Và đây là một trong những cái bí kíp riêng để mình không có những cái mũi sụn sườn sinh học, làm cho khách hàng mình đẹp tự nhiên và có độ bền lâu dài. Kỹ thuật này tôi học tại Hàn Quốc về và đã tiến hành phẫu thuật cho hơn khoảng 3.000 khách hàng tại Việt Nam rồi, thì kết quả rất tốt. Và phương pháp sử dụng cái sụn sườn nano sinh học trong nâng mũi đã được ứng dụng nâng mũi tại Hàn Quốc hơn 10 năm nay và cho kết quả rất tốt. Cái ưu điểm của sụn sườn nano sinh học là cái thứ nhất là nó không bị teo, không bị hao hụt đi theo thời gian, giống như những cái sụn tự thân thì nó không bị teo. Thứ hai, nó không bị cong vẹo, cho nên là độ bền nó rất là chắc chắn. Thứ ba là nó có độ bền mại hơn so với sụn sườn tự thân của chúng ta, cho nên cái mũi mà nâng bằng sụn sườn nano sinh học thì nó mềm mại hơn và sử dụng nó nhẹ nhàng hơn và nhìn nó tự nhiên hơn là so với cái sụn sườn của chúng ta. Một cái những nhược điểm lớn nhất của nó là chi phí của nó mắc hơn và phải được thực hiện bởi phẫu thuật viên nhiều năm kinh nghiệm và cũng như là phải được đào tạo bài bản tại những cái nơi và bệnh viện của Hàn Quốc mà khi nâng mũi bằng sụn sườn sinh học thì chúng ta mới có thể áp dụng được phương pháp này và thực hiện phương pháp này một cách thành thạo cũng như mang lại kết quả tốt hơn. Hãy đến với bác sĩ Phùng Mạnh Cường để nâng mũi an toàn và xinh đẹp.